Thiện Tài Đồng Tử cầu đạo với đức dân tỳ kheo. Thiện Tài Đồng Tử là Bồ Tát tái sanh nên căn lành sâu dày, rộng lớn vô cùng mới được Ngài Văn Thù tìm đến khai ngộ, dạy cho đồng tử đạo Bồ Đề để nhận thức được khổ đau sanh tử trầm luân mà tránh được nhiễm ô trần thế. Trên bước đường tu, gặp được minh sư hướng dẫn là điều vô cùng quan trọng. Vì trong thực tế cuộc sống, chúng ta thấy nhiều người tuy có căn lành nhưng không được phước duyên gặp Bồ Tát chỉ dạy thì sẽ bị người đời nhồi nặng một lúc, họ cũng trôi lăn theo dòng sông mê bể khổ. Thiện Tài thì khác hẳn, nhờ Bồ Tát Văn Thù khai tâm, liền nhớ ngay cõi này là chốn giả tạm, khổ đau, không phải là chốn quê nhà vĩnh hằng của ông. Nhận thức sâu sắc như vậy, Thiện Tài một lòng cầu thỉnh Bồ Tát Văn Thù chỉ dạy phương cách thoát ly trần ai khổ lụy. Văn Thù Sư Lợi khẳng định chỉ có một cách duy nhất là tầm sư học đạo. Thật vậy, khi đã ý thức rõ cuộc đời huyễn ảo, xấu xa, chúng ta phải hướng tâm đi tìm cái chân thực, tốt đẹp, vĩnh hằng. Thiện Tài có cả gia nghiệp đầy đủ của báo, không thiếu gì, nhưng Ngài thấy nó chỉ tạo thêm ràng buộc, nên sẵn sàng từ bỏ để dấn thân tìm đạo. Đức Phật Thích Ca xuất gia cũng với ý thức hoàn toàn buông bỏ dục lạc mới đạt được quả vô thượng đẳng giác. Còn chúng ta không có gì mà còn muốn tạo thêm nhiều tham muốn quá, chắc chắn cách đạo còn xa, khó lòng đi trọn con đường giác ngộ. Tuy nhiên, việc tầm sư học đạo không đơn giản. Riêng tôi, từ lúc mới 12 tuổi đầu, mang chí xuất gia cũng khổ vô cùng với vấn đề tìm chùa để tu, tìm thầy để theo học đúng chánh pháp. Vì vậy, có người tu một lúc rồi cũng quay trở về. Đi một đoạn đường tu, tương đối còn có nhiều người, nhưng đi cho trọn Phật đạo thì thật là hiếm. Nếu may mắn gặp Văn Thù trên đường tìm đạo thì còn gì hạnh phúc hơn. Thuở nhỏ, tôi được nhiều người giúp đỡ. Đặc biệt, có một hòa thượng rất giỏi về thuốc bắc và uyên thâm hán học. Bất chợt Ngài gặp tôi ở Đức Hòa và bảo tôi nên về chùa Huê Nghiêm ở Thủ Đức tu với hòa thượng Trí Đức là cố viện chủ tổ đình Huê Nghiêm. Nghe lời chỉ dạy đó, tôi lội bộ từ Củ Chi đến Đức Hòa rồi đi ngược trở về Thủ Đức, không có một đồng xu lận lưng. Với duyên may ấy đã đưa tôi đến nương với hòa thượng Huê Nghiêm, tiến tu đến ngày nay. Thiện Tài được khai ngộ và phát tâm Bồ Đề rồi, Văn Thù cho biết việc của ông đến đây là xong và khuyên từ đây về sau Thiện Tài nên hành Bồ Tát đạo, dấn thân vào đời để tìm chân thiện tri thức, không phải ngụy thiện tri thức. Văn Thù chỉ dạy Thiện Tài nên đi về phương Nam, trên đỉnh núi Diệu Phong học đạo với tỳ kheo Đức Dân đang tu Bồ Tát hạnh. Muốn hành Bồ Tát đạo mà lại tìm Thanh Văn để học là chuyện trái ngược, nhưng Thiện Tài vâng lời dạy không chút nghi ngờ, rồi hướng về hư không lại đền ơn tri ngộ. Tìm tỳ kheo trên đỉnh núi cao nghĩa là người cầu đạo phát tâm Bồ Đề phải hướng ý chí đến quả vị cao nhất là Phật. Tìm đạo với tỳ kheo vì đó là đệ tử Phật đang tiến trên lộ trình cầu thành Phật quả. Thật là tỳ kheo thì phải thể hiện năm đức tánh tiêu biểu. Trước nhất, tỳ kheo có hình tướng giải thoát khiến người từ xa trông thấy đã phát tâm. Khi đến gần, nhận thấy lời nói, dáng đi, cử chỉ của tỳ kheo đều đáng cho ta kính trọng. Và càng tiếp xúc gần gũi nhiều năm với tỳ kheo, ta chỉ thấy những điều tốt của họ và cuộc sống thánh thiện ấy tác động cho ta hưởng hương vị giải thoát. Tâm hoàn toàn thanh thoát, hướng thượng, gần gũi và học với người cao thượng là con đường mà Văn Thù dạy chúng ta phải trải qua trên bước đường tu, đi tắt vào đời không được. Tỳ kheo Đức Dân ở trên núi nhiều năm cũng làm bao nhiêu việc bình thường, nhưng hơn người thế tục ở năm đức tánh thánh thiện trên. Nghe lời Văn Thù, Thiện Tài khao khát đến núi Diệu Phong tìm Đức Dân tỳ kheo, nhưng tìm hoài không gặp. Sau khi đi vòng quanh núi 7 ngày, mới thấy một vị sư đang chậm rãi đi kinh hành ở đỉnh núi, toát ra đức hạnh cao cả như ngọn núi cao mà Ngài đang sống. Phải mất một tuần mới tìm được Đức Dân, hay nói khác, chúng ta tu hành luôn luôn có giai đoạn thử thách. Trong một tuần cầu đạo, lòng chúng ta thường quyết tâm đến độ cao, dù tan thân mất mạng cũng cam chịu. Khi nghĩ lên núi tu, tưởng là đơn giản, dễ dàng, nhưng thực tế không như ta mơ tưởng. Chẳng hạn như từ chân núi Thị Giải leo lên, mệt thở không ra hơi, chẳng thấy bồng lai tiên cảnh hay bóng dáng tiên nào cả, chỉ có nắng chang chang, toàn là đá với đá, khiến ta bắt đầu nản chí tan bồng.
Suốt một tuần tìm đạo, người không có căn lành cảm thấy buồn thiêu, chán ngắt và bắt đầu nhớ gia đình. Trái lại, với người có căn lành sâu dày nơi Phật đạo, cảnh u tịch núi rừng tác động cho tâm hồn họ trở nên nhẹ nhàng, trong sáng. Từ một ngày đến bảy ngày, họ quên hết thế sự, kể cả gia đình. Lúc đó, chỉ một lòng thiết tha cầu đạo mới gặp được Đức Dân. Thiện tài trong một tuần quyết tâm tìm thì Đức Dân xuất hiện, và với căn lành có sẵn, khi thấy Ngài đạo hạnh sáng ngời, chỉ trong khoảnh khắc, thân tâm thiện tài liền thanh tịnh. Người có căn lành tu dễ dàng, chỉ nhìn thấy là trắc đạo liền, vì đời trước đã từng tu, đã thực hiện các pháp lành của Phật, nên nay thấy quen thuộc. Giữa thầy và họ liền hợp nhau, thông nhau và bằng quyết tâm cầu giải thoát, chỉ trong chớp mắt tiếp nhận được sở đắc của thầy. Văn Thù bảo thiện tài tìm Đức Dân nhằm nhắc nhở chúng ta sơ tâm học đạo cần phải tìm một danh tăng, một người đức hạnh để nương theo. Đó là ý thức đầu tiên cần có, vì trên đường tu, người sơ tâm mà gặp người phiền não thì nghiệp chướng trần lao phát sanh. Đức hạnh là việc quan trọng chính. Trước nhất, xuất gia phải nương tựa với người phước đức, ví như cây tùng không bị phong ba bão táp quật ngã. Bước đầu tu không giữ đức hạnh thì càng về sau, cuộc đời tu của chúng ta càng khó khăn vì bị người bươi móc tội lỗi. Riêng tôi may mắn được cầu pháp với Hòa Thượng Huê Nghiêm. Niềm tin của Hòa Thượng đối với Phật rất cao và tấm lòng của Hòa Thượng đối với đạo cũng hiếm người có được. Cách hành đạo của Hòa Thượng tôi thấy rõ là Ngài không đòi hỏi bất cứ quyền lợi nào, chỉ mong được đền trả ơn Phật. Ngài sợ thời gian trôi qua mà đạo quả chưa thành, nên lúc đại chúng ngủ, Hòa Thượng vẫn tiếp tục lạy Phật, trì chú, khiến tôi sanh tâm kính trọng và cũng bắt chước nỗ lực công phu tu tập như Ngài. Nghĩa là tôi đã nương được với đức hạnh của Hòa Thượng. Ngược lại, chúng ta theo vị Thầy chỉ lo tham đắm thế gian thì rõ ràng đang tiến bước trên đường ác. Để thâm nhập pháp giới, Kinh Hoa Nghiêm đảo ngược thứ tự. Theo đó, thứ nhất tu chùa, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới tu nhà. Nói khác, vào chùa học đạo vô thượng của Như Lai xong mới đem Phật Pháp vào xã hội và sau cùng trở về hướng dẫn gia đình. Bước đầu tìm cao tăng học đạo, tìm người đức hạnh sánh bằng trời cao, tiêu biểu bằng hình ảnh Đức Dân tỳ kheo để rèn luyện mình thành người đạo đức. Từ đây phải làm theo tất cả phương tiện mà vị thiện tri thức dạy. Ở giai đoạn này, phần lớn thiện tri thức dạy chúng ta tích tụ công đức, nên thay mọi người làm việc nặng nhọc không biết nhàm chán mới là cầu đạo thật. Như huệ năng bữa củi, gánh nước, giả gạo, sau thành tổ, thể hiện rõ nét gương sáng nhập pháp giới. Trái lại, chúng ta thấy phần lớn những người lánh nặng tìm nhẹ, thích làm việc nổi cho nhiều người biết, thì cuối cùng cuộc đời của họ cũng chẳng ra sao. Tôi sớm ý thức sự quan trọng của việc tích lũy công đức trên bước đường tu. Từ thuở ấu thơ mới vào đạo, đã siêng năng làm những việc nặng nhọc mà người khác thường chê bỏ, trốn tránh. Nhờ cực khổ công quả cho Phật lâu ngày, tích tụ thành công đức giúp tôi thăng hoa cuộc sống đạo hạnh đến ngày nay. Biết nương theo người đạo đức để tự sửa mình cho trong sạch mới dễ tiến xa. Tôi thấy trên thực tế có nhiều chùa vắng người ở, nhưng có thầy lại kiếm không được chùa để ở. Chúng ta phải tự xem tại sao người không dung chứa mình. Theo ý tôi, rõ ràng là tại ta không đức hạnh, xuất gia tu học không đúng pháp mới ra nông nỗi ấy. Thiết nghĩ lo tu bồi cội đức thì sau này có điều kiện tốt cho ta phát triển khả năng. Những người thiếu đức hạnh dù giỏi cũng không dùng được. Việc tu hành trước tiên phải lo rèn luyện đức hạnh tốt, khả dĩ thay Phật giáo hóa độ sanh. Luyện mình thành người đức hạnh, tức ba nghiệp thuần hòa, chỉ quyết tâm làm đạo, việc bình thường khác không nghĩ đến và không làm. Một người có đức hạnh thật, chắc chắn người khác nhìn thấy phải có cảm tình ngay. Không đức hạnh, ăn nói bừa bãi, hiện tướng hung dữ, thì có năn nỉ người ta cũng không cho mình ở, dù chùa còn phòng rộng thênh thang. Thuở nhỏ, tôi may mắn gặp quý thầy thường nhắc nhở, dạy tôi phải làm những việc gì để thành người đức hạnh. Tôi vâng lời làm đúng như vậy, đến đâu cũng được thương mến, chỉ nhìn những gì tốt, hay, phải mà bắt chước theo. Tôi thấy những thầy khác thường phạm sai lầm
vì chỉ biết những việc xấu của người, còn việc đáng làm nên biết thì lại ở ngoài tai, không đụng đến. Nghe lời Thầy, tôi không màng quan tâm đến việc lặt vặt của người khác, nỗ lực học kinh điển và sống hòa với đại chúng. Tôi công quả, làm được việc thì người mới cho ở và thương được. Tôi làm hương đăng thì trang hoàng bông trái đẹp đẽ, quét dọn sạch sẽ. Làm vệ sinh nhà cầu thì cũng siêng năng làm sạch không ai bằng. Thiết nghĩ chúng ta hiện hữu nơi nào đều cần thiết lợi ích cho người. Nói cách khác, có tài và đức tánh tốt, đó là đức hạnh. 2. Thiện tài đồng tử cầu đạo với hải dân tỳ kheo. Khởi đầu bước đường tu học, Văn Thù Bồ Tát khuyên thiện tài lên núi cao tìm đức dân tỳ kheo để học giới đức, tu tạo đức hạnh. Lên núi cao hay nói khác là nâng đức hạnh ta cho cao, tức thành tựu việc làm lợi tha và ý niệm tốt nhờ nương tựa với người đức hạnh. Vì muốn xuất trần phải tìm thượng sĩ, không rèn luyện đạo đức chúng ta cũng y như người đời. Thực tế không ít giáo sư giảng hay nhưng không ai theo vì họ thiếu đức hạnh, thiếu tư chất của người tu. Học đạo tìm người đức độ thân cận, nhất định một thời gian sau ta cũng trở thành người đạo hạnh. Tìm được thầy có đạo đức để học hỏi rồi, khi vị này không có gì để dạy bảo nữa, thì nếu họ thương đạo, chắc chắn cũng khuyên ta nên tiếp tục con đường phát triển tri thức với một vị thầy khác. Sau đó, tiếp tục con đường tu bằng cách vào Phật học đường tìm tri thức. Nhưng lúc nào trong lòng ta cũng ghi đậm hình ảnh vị chân sư khả kính đã ung đúc cho ta đức hạnh ở bước đường tu tập ban đầu. Nhờ vậy, hành động, lời nói, ý tưởng của ta vẫn thể hiện đạo đức đã học được với Thầy. Song song với việc mở mang kiến thức, chúng ta vẫn giữ được tinh thần giải thoát và đạo hạnh trong cuộc sống thường nhật. Theo tôi, những tăng ni vào trường học mà không có mẫu Thầy lý tưởng để tôn thờ, để nương tựa tâm linh, thì dù có tri thức cũng khó tiến tu được. Tôi thấy nhiều người học rất giỏi nhưng thiếu đức, thường sử dụng thủ đoạn, cuối cùng kết thúc cuộc đời thật bi thảm. Thiện dân rèn luyện thành tựu đức hạnh và đến đâu cũng thể hiện được việc tốt, thì đức dân cho biết sở đắc của ông chỉ có chừng nấy, còn pháp Bồ Tát thì vô lượng. Thiện tài nên tiếp tục tham phương học đạo với vị tỳ kheo hải dân. Thiện tài đảnh lễ đức dân tạ từ ra đi về phương Nam, đến nước Hải Môn tìm hải dân để biết thế nào là đạo Bồ Tát và hành đạo Bồ Tát như thế nào. Giai đoạn 2, học với hải dân là học trí tuệ. Sau khi đã hoàn tất việc học đạo đức ở giai đoạn đầu, kinh ghi rằng hải dân tu bằng cách quán sát biển cả. Quán sát biển rộng bao la và sâu thăm thẳm, tâm của hải dân cũng trở thành rộng sâu, dung chứa được muôn loài. Từ loài nhỏ nhất đến lớn nhất, hình dáng sinh hoạt của chúng đều hoàn toàn khác nhau, nhưng đều dung hòa, sống yên ổn trong lòng hải dân. Chúng ta sinh hoạt trong pháp hội đạo tràng ở nhân gian, có người thiện, kẻ ác. Đầu tiên chúng ta chỉ dung được người tốt, không thể thương người xấu. Bước theo gót chân của thiện tài đến học đạo với hải dân, chúng ta cũng tập nhìn biển cả để mở rộng lòng mình. Khi có những trận mưa to, nước nguồn khắp nơi đổ về mà biển không đầy thêm. Lúc không mưa, biển cũng không dơi đi. Từ đó, chúng ta luyện tâm bình đẳng, nhìn mọi loài, mọi người bằng ánh mắt dung thông và nỗ lực giúp đỡ những gì nằm trong tầm tay ta. Ngoài ra, quan sát biển cả, thấy nhiều của báo nằm trong lòng biển. Phật dạy trong tâm người cũng có của báo, nếu biết khai thác thì sẽ đạt thánh quả. Quan sát biển mênh mông, tâm chúng ta rộng theo, biển chứa nhiều của quý, tâm chúng ta dung chứa được nhiều người. Đó là pháp thứ hai của Bồ Tát lần đi vào pháp giới. Hai vị thiện tri thức đầu tiên tiêu biểu bằng hình ảnh hai tỳ kheo. Tỳ kheo là một trong bốn chúng đệ tử của Phật. Phật đã diệt độ, chúng ta không gặp Ngài thì trước tiên phải tìm vị tăng cao thượng, có đức độ, có tâm hồn bao la, dung chứa được muôn loài hữu tình. Hải dân cho biết, Ngài đứng ở bờ sanh tử, thấy cuộc sống nhân sinh ở dạng như vậy. Nhưng hành đạo phải vào cuộc đời để trắc nghiệm pháp đã học, thì thiện tài nên tìm thiện trụ tỳ kheo. Giai đoạn 2 học kinh luật với hải dân để phát triển tri thức
và giai đoạn 3 học với thiện trụ để ứng dụng trong cuộc sống tu hành. 3. Thiện tài đồng tử cầu đạo với thiện trụ tỳ kheo. Nhờ học với Hải Dân là người thâm nhập Phật huệ, trí sâu như biển cả, thiện tài quán sát được mọi loài, phát tâm từ rộng lớn với tất cả chúng sanh. Từ đó Như Lai xuất hiện, thọ học được với Như Lai, thành tựu được công đức hải. Thiện tài đi về phương Nam, gặp thiện trụ tỳ kheo đang đi kinh hành trong hư không. Đi kinh hành trong hư không hay an trú pháp không, lòng thiện trụ hoàn toàn thanh thản, không cố chấp vướng mắc bất cứ điều gì. Việc khéo an trụ trong Phật pháp như vậy mới có danh xưng là thiện trụ. Đối với người lòng không chấp trước thì sống ngay trong ngũ trược mà chẳng khác niết bàn. Với quá trình đã vượt qua hai chặng đường trước, sống với bát ngát của biển cả, lòng rộng như trời cao, đức hạnh bao trùm như mây phủ bầu trời, từ đó thiện tài mới nhẹ nhàng bỏ lại phía sau những tầm thường nhơ bẩn của thế gian, thâm nhập thiền quán, an trụ pháp không, phiền não trần lao không làm hoen ố được. Điều này nhắc nhở chúng ta, nếu chưa đạt được trí tuệ và thành tựu đức hạnh mà vào thiền định thì chỉ là giả danh thiền sư. Tu tập thiền quán tức vận dụng trí tuệ, hiểu biết của ta nung nấu đến tâm thành trống không. Đắc được pháp không mà kinh diễn tả là thiện tài đến núi Lăng Già gặp thiện trụ. Kinh Lăng Già nói về pháp tổng trì tức đại định tâm không. Với tâm không hoàn toàn an định, thiện tài mới diễn kiến được thiện trụ đang kinh hành trong hư không và hiểu được pháp hành của vị thiện tri thức này. Ngược lại, nếu tâm còn kẹt những kiến thức bình thường bên ngoài thì không thể nào gặp được thiện trụ. Trước khi vào thiền định đã có phước đức, trí tuệ, vào định khỏi phải bận tâm lo việc ăn mặc, chỗ ở hay các thứ lặt vặt khác. Trong thiền định, chúng ta mới có thời gian quán sát lại Phật pháp đã học được. Chưa học mà tu chỉ là tu mù, vì vào định lấy gì để suy tư? Nếu chỉ suy tư việc thế gian là rơi vào tà định, còn định để không biết gì là than nguội, củi mục. Theo Trí Giả Đại Sư, phải chuẩn bị 25 phương tiện trước khi vào định, và pháp thứ 26 là những gì ta học được với Hải Dân, nhờ đó không rơi vào cảnh giới ma. Vào thiền định rồi, cuộc sống không liên hệ với con người bình thường, sống hoàn toàn với nội tâm. Người ngoài không thể thấy được sinh hoạt nội giới ấy, nhưng việc đó mới thật sự quan trọng đối với người tu. Từ đó đi lần vào thế giới tâm thức, thiện trụ dạy thiện tài tham quan thế giới chư Phật mười phương. Tỳ kheo vào định, tập trung tư tưởng tạo thành linh giác đi khắp pháp giới, thấy được chư Phật hiện tiền và nghe được pháp âm Phật, nhưng người ngoài thấy họ ngồi bất động, không đi, không tu, nhưng đó mới thật là đi, thật là tu. Thiện trụ cho biết, Ngài thấy rõ thế giới Phật, mỗi một lần vào định là một lần tham quan pháp giới, nhưng tham quan bằng tâm thức nên thực tại vẫn ngồi yên. Sau khi thâm nhập thế giới Phật, trở lại tham quan sáu đường chúng sanh, xem chúng suy nghĩ và hành động như thế nào. Từ đó thấy chúng sanh không theo hình tướng bên ngoài, nhưng thấy rõ căn tánh, hành nghiệp của chúng từ địa ngục A Tỳ đến trời hữu đảnh, mà chúng không hề hay biết có người gần gũi, sống cạnh chúng. Đó là việc làm của thiện trụ. Tuy ngồi một chỗ, sống trong đại định, nhưng tác động tỏa ra ảnh hưởng lợi lạc cho mọi loài. Tất cả hàm linh đều nhận được sự giáo hóa của Ngài. Chư thiên, dạ xoa, càn thác bà, long dương và các loài vô hình đều đến cúng dường Ngài. Sau khi học thành tựu trí tuệ vô lậu với Hải Dân rồi, mới nhìn thấy pháp hành thật sự của thiện trụ tỳ kheo. Nếu không có trí, nhìn chung chung sẽ thấy thiện trụ cũng giống như các tỳ kheo khác. Quan sát bằng mắt huệ thì thấy không ai giống nhau, thấy thiện trụ chẳng làm gì, chỉ nhiếp tâm tu mà chư thiên cung kính cúng dường. Là đạo Bồ Tát mà Hải Dân dạy thiện tài phải đến thiện trụ học cho được. Chư thiên vô hình, chúng ta không thấy, trừ khi phát huệ như thiện tài mới thấy. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu trên thực tế, chư thiên tiêu biểu cho phước đức, được người giàu có nhất trong vùng thường đến cúng dường không cần đi xin. Dạ xoa, la sát, hung dữ, kỳ khôi nhất cũng trở thành hiền lành hộ đạo đối với thiện trụ. Trên tinh thần ấy,
học đạo Bồ Tát là phải học cho được pháp hành vô hành của thiện trụ, không cử thân động niệm, nhưng mọi việc đều thành tựu, sống nhẹ nhàng thanh thản, giáo hóa chúng sanh mà không hề bị chúng mê hoặc hay làm trở ngại việc hành Bồ Tát đạo. Thiện tài gặp đức dân, hải dân và thiện trụ tỳ kheo tiêu biểu cho ba việc làm kiểu mẫu của người xuất gia: thành tựu đạo đức, tri thức và pháp vô vi nhân phục. Rèn luyện được ba mẫu này rồi mới có đủ tư cách dấn thân vào đời độ sanh, đến học với vị thiện tri thức thứ tư là Di Già. Thiện tài đồng tử cầu đạo với Di Già. Trình lộ trình cầu đạo, thiện tài đồng tử gặp tỳ kheo đức dân, hải dân và thiện trụ. Hay đó là ba giai đoạn tu cần thiết cho bất cứ ai muốn hành Bồ Tát đạo. Có thể hiểu, ở giai đoạn thứ nhất, chúng ta gặp người đức hạnh quá lớn nên cảm đức mà nghiệp trần lao của ta tự mất, phát tâm tu và tự rèn luyện đức hạnh đến khi thành tựu, ở thêm cũng không lợi ích. Chúng ta cầu phát huy trí tuệ ở giai đoạn 2, gặp được hải dân tỳ kheo tiêu biểu cho hiểu biết rộng như biển cả, giải được tất cả thắc mắc cho ta. Và bước thứ 3, chúng ta học nhiều nhưng không dao động là nhờ gặp thiện trụ tỳ kheo an tâm. Tâm thiện tài ổn định rồi, thiện trụ mới khuyên đi về phương Nam đến Tụ Lạc là chợ trời, tìm gặp ông Di Già để biết rõ đạo hạnh của Bồ Tát. Di Già buôn bán ở chợ, nơi đó người buôn bán hơn thua có đủ loại ngôn ngữ. Trên bước đường tu, nếu không học thiện trụ, thì những thứ xấu ác này sẽ làm ta phát sanh phiền não và thối tâm bồ đề. Ý này rất quan trọng, gặp thiện trụ xây dựng cho ta tâm kiên cố, từ đó bước chân vào cuộc đời dù gặp nhiều cám dỗ, chúng ta vẫn không bị ô nhiễm. Trí chưa sâu, tâm chưa an định, đức hạnh không có mà vào đời độ sanh thì chưa độ được ai, đã tan thân mất mạng. Vì tâm chưa ổn, gặp việc cuống cuồng sân si, không đức hạnh thì bị người xem thường đánh chết, không trí khôn thì bị người lường gạt. Ở chùa trang bị được tâm an định, trí tuệ cao và đức hạnh lớn, đầy đủ ba tư cách này mới dấn thân vào đời, đi vào chợ, gặp ngay Di Già là Bồ Tát hành đạo ở chợ với tâm hoàn toàn thanh thoát. Ta ẩn tu ở núi chưa thật sự giải thoát. Đức Phật dạy, giải thoát thực sự là giải thoát ngay trong cuộc đời. Đức Phật không dạy chúng ta thành người gỗ đá, nhưng luyện chúng ta thành người cứu đời, làm lợi ích cho người. Thiện tài quan sát thấy Di Già buôn bán ở chợ, nhưng không giống bất cứ người buôn bán nào ở trần thế. Đó là điều quan trọng khi chúng ta tìm bạn, tìm được người ở trong đời, nhưng có hành động, ngôn ngữ, cuộc sống khác đời, cao quý hơn đời. Người buôn bán tốt có đạo tâm khác với người đời buôn bán chụp giật. Thiện tài vào học đạo với Di Già, quan sát thấy ông buôn bán giao dịch đã lâu mà phẩm chất Phật tử vẫn còn. Ông nhận thấy nơi Di Già cái gì cũng hay. Bên ngoài ông buôn bán bình thường, nhưng nội tâm hoàn toàn thanh tịnh. Trước ở chùa thanh tịnh là điều bình thường, nay tiếp xúc với đời, tâm vẫn bình thản. Khác với người ở chùa mà tâm ở chợ. Bồ Tát ở chùa thì tâm cũng ở chùa, vào chợ tâm vẫn ở chùa, tâm hoàn toàn không thay đổi, lắng yên và hành xử không phạm sai lầm. Đó là điều khó trên đường tu chuyển từ thanh văn sang Bồ Tát. Thật vậy, ta sống trên đời nhưng giữ tâm trụ lại thường dễ bị khờ, không nghĩ gì đến đời thì không biết đời. Tuy nhiên, Di Già dạy đồng tử thiện tài trụ tâm một chỗ, không kẹt pháp nhưng vẫn thấy pháp một cách chính xác. Từ đó, thiện tài bước vào chợ nhằm mục tiêu hướng thiện cho người. Ông làm hạt nhân tốt, ảnh hưởng cho người tốt theo. Người buôn bán với ông dần dần trở thành ngay thẳng, lương thiện. Thiện tài không biết Di Già làm cách nào mà được như vậy. Di Già cho biết nhờ vào chợ mới đạt được Đà La Ni, có sự phản ảnh tốt xấu, động tĩnh trong chợ giúp ông phát hiện được pháp ấy. Nghĩa là ông nhìn cuộc đời, hiểu được người, biết được họ muốn gì và biết cả cách hành xử của họ. Ý này nhắc chúng ta vào đời cần phải biết rõ về người là điều quan trọng nhất. Vì biết được tánh và phản ứng của người, chúng ta mới cảm hóa được họ, chuyển họ thành người tốt.
giai đoạn ở chợ chạm với thực tế là chỗ tranh giành, dối trá, lường gạt, gây gổ. Tất cả xấu ác này đập vô mắt, vô tâm. Di Già lấy đó làm đối tượng hành Bồ Tát Đạo. Gặp người ương ngạnh, ông dùng lời êm dịu. Ở chợ đầy tham sân phiền não thì ông luyện được tâm thuần từ nhất. Đụng chạm với cuộc đời quá khắc nghiệt mà ông thành tựu được ái ngữ. Chỉ có Di Già giải quyết được việc nhờ trí sáng suốt. Lời nói êm tai mát lòng phát xuất từ tâm thương người, độ người, không phải lời nói ngọt trên đầu môi chót lưỡi. Luyện tánh này đến điểm cao nhất là chứng được Đà La Ni, thì ai trông thấy ông đều hoan hỷ, đều dâng theo lời chỉ dạy, dù người hung hăng mấy cũng trở nên hiền lành đối với ông. Tu ở chùa gặp việc tốt, bình ổn là điều bình thường, nhưng đi vào chợ thì hoàn toàn khác hẳn. Di Già ở chợ buôn bán không phải để kiếm ăn, nhưng vì đạo là việc chính yếu của Bồ Tát, nghĩa là đối với Bồ Tát, chân đế và tục đế đều dung thông. Ở tục đế thì đời muôn mặt, nhưng người hành đạo phải hoàn toàn thanh thản, không vướng bận gì. Trên tinh thần ấy, đối với người tu tiểu thừa, Phật dạy người tu không được liên hệ đến chính trị, buôn bán. Nhưng với người theo đại thừa, hành Bồ Tát Đạo, Phật cho phép làm tất cả, nhưng phải giữ được tâm hồn giải thoát. Tiếp xúc cuộc đời, chúng ta biết tất cả mánh khóe của đời, không ai lừa được. Nhờ giai đoạn trước đã học, tu có trí tuệ, chúng ta thấy được cạm bẫy và dạy cho người tránh khỏi. Đó là mẫu Di Già mà Kinh Hoa Nghiêm đưa ra cho những ai muốn dấn thân vào đời hành đạo. Di Già thấy Thiện Tài đến, vội vàng đảnh lễ Thiện Tài ba lại và mang những kinh nghiệm sở đắc nói cho Thiện Tài. Điều này cho thấy khi chúng ta tu hạnh thanh văn, tự rèn luyện thành người cao cả, trí tuệ rộng lớn, không nhiễm trước. Sau đó, bước vào đời, chẳng những không bị hại mà còn gặp người đối xử tốt hơn. Di Già lấy hải ngạn chiên đàn dâng cúng Thiện Tài, cũng có nghĩa là nhập được pháp giới, tất cả đều biến thành Phật quốc.